Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cách biểu diễn tập trên máy tính. Chúng ta giả sử rằng tập vũ trụ U là hữu hạn và có kích thước hợp lý sao cho số lượng phần tử của U không lớn hơn kích thước bộ nhớ của máy tính được sử dụng. Trước tiên chúng ta xác định một cách sắp xếp các phần tử tùy ý của tập U. Lấy ví dụ đó là A1, A2, chấm chấm đến AN. Để biểu diễn một tập con A của U thì chúng ta sẽ sử dụng một chuỗi bit có độ dài n, trong đó bit thứ y trong chuỗi sẽ là 1 nếu ai thuộc vào tập A và nó sẽ là 0 nếu ai không thuộc vào tập A. Chúng ta lấy ví dụ gọi U là tập gồm các phần tử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và việc sắp xếp các phần tử của U có các phần tử theo thứ tự tăng dần, đó là AI chính bằng Y. Tìm chuỗi bit biểu diễn tập con gồm các số nguyên lẻ trong tập U, tập con chứa các số nguyên chẵn trong U và tập con chứa các số nguyên không vượt quá 5 trong U. Chúng ta sẽ tìm chuỗi bit biểu diễn tập con là gồm các số nguyên lẻ trong U. Vậy thì số nguyên lẻ gồm có 1, 3, 5, 7, 9. Như vậy chúng ta có bit đầu tiên, bit thứ 3, thứ 5, thứ 7 và thứ 9 là bằng 1. Và nó sẽ là 0 ở các vị trí khác. Do đó, chuỗi bit sẽ là 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bây giờ chúng ta sẽ tìm chuỗi bit biểu diễn tập thứ 2, đó là tập chứa các số nguyên chẵn trong U. Như vậy, số nguyên chẵn trong U chúng ta có là 2, 4, 6, 8, 10. Như vậy chúng ta sẽ có tại các vị trí thứ 2, 4, 6, 8, 10 thì cái bit nó sẽ là 1 và 0 ở các vị trí khác. Do đó chúng ta có kết quả chuỗi bit là 01, 01, 01, 01, 01. Bây giờ chúng ta sẽ tìm chuỗi bit biểu diễn tập con chứa các số nguyên không vượt quá 5 trong U. Như vậy tập các số nguyên trong U không vượt quá 5 sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta sẽ có các bit từ 1 cho đến 5 sẽ là 1, còn nó sẽ là 0 với bit từ số 6 trở đi. Như vậy chúng ta sẽ có chuỗi bit thì cần tìm là 1, 1, 1, 1, 1 và 5 chữ số 0. Chúng ta xét một ví dụ tiếp. Cho tập U gồm các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và tập A gồm các phần tử là 1, 3, 5, 7, 9 và tập B gồm các phần tử 1, 2, 3, 6, 7. Yêu cầu tìm chuỗi bit biểu diễn tập A và B. Hãy cho biết chuỗi bit biểu diễn tập A hợp B và A giao B. 3. Hãy tìm phép toán biểu diễn chuỗi bit biểu diễn tập A hợp B, A giao B theo các chuỗi bit biểu diễn tập A và tập B. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 1. Như vậy chúng ta sẽ tìm được BA sẽ là 01, 01, 01, 01, 01. Chuỗi bit biểu diễn tập B sẽ là BB sẽ là 01, 11, 00, 11, 00. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 2, đó là tìm chuỗi bit biểu diễn tập A hợp với B và A giao B. Chúng ta có A hợp B sẽ là 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Do đó, chuỗi bit biểu diễn tập A hợp với B sẽ là 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Và tập A giao với B sẽ gồm có 1, 3, 7. Như vậy chuỗi bit biểu diễn tập A giao B sẽ là 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 3. Tìm phép toán biểu diễn chuỗi bit biểu diễn tập A hợp B, A giao B theo các chuỗi bit biểu diễn A và B. Chúng ta nhớ lại định nghĩa
Tập A hợp với B, nó là gồm tất cả các phần tử x sao cho x thuộc vào tập A hoặc x thuộc vào tập B. Như vậy chúng ta sẽ có được cách biểu diễn như sau, đó là chuỗi bit biểu diễn tập A hợp B sẽ bằng chuỗi bit biểu diễn tập A tuyển với chuỗi bit biểu diễn tập B, hay chúng ta còn gọi là phép này là phép OR. Còn nếu chúng ta lập trình thì phép toán này sẽ chính là phép OR bit. Tương tự như thế đối với phép giao, chúng ta có A giao B sẽ là tập các phần tử x sao cho x thuộc vào tập A và x thuộc vào tập B. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng phép toán là phép AND để biểu diễn chuỗi bit của tập A giao B sẽ bằng chuỗi bit của tập A AND với chuỗi bit của tập B. Khi lập trình C thì chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu dấu và để biểu diễn phép AND. Trong câu số 1 chúng ta đã tính được chuỗi bit biểu diễn tập A và tập B. Bây giờ chúng ta sẽ tìm chuỗi bit biểu diễn tập A hợp với B. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện từng cặp bit một. 0 tuyển với 0 thì bằng 0, 1 tuyển với 1 bằng 1, 0 tuyển với 1 bằng 1, 1 tuyển với 1 bằng 1, 0 tuyển với 0 bằng 0, 1 tuyển với 0 bằng 1, 0 tuyển với 1 bằng 1, 1 tuyển với 1 bằng 1, 0 tuyển với 0 bằng 0, 1 tuyển với 0 bằng 1. Và đây chính là kết quả chúng ta đã tìm được trong câu số 2. Bây giờ chúng ta kiểm tra đối với chuỗi bit biểu diễn A giao B. Đối với phép giao thì chúng ta dùng phép hội hoặc là phép AND. Như vậy chúng ta có 0 hội với 0 bằng 0, 1 hội với 1 bằng 1, 0 hội với 1 bằng 0, 1 hội với 1 bằng 1, 0 hội với 0 bằng 0, 1 hội với 0 bằng 0, 0 hội với 1 bằng 0, 1 hội với 1 bằng 1, 0 hội với 0 bằng 0, 1 hội với 0 bằng 0. Thì đây cũng chính là kết quả mà chúng ta đã tìm trong câu số 2.